20 châm ngôn sự thế thấm thía nhất mà Mạnh Tử đã dạy người đời, phần số 2. 11. Người hiểu ta thì ta vui vẻ, người không hiểu ta ta cũng cứ vui vẻ. Nguyên văn: Nhân tri chi, diệt hiu hiu, nhân bất tri, diệt hiu hiu. Trong đời vui nhất là tìm được một người hiểu mình, biết mình chính là ngàn vàng dễ kiếm tri kỷ khó tìm. Khi tìm được kẻ thi âm, bạn sẽ cảm thấy được sự an nhiên, không dục vọng, thông dong, chẳng mong cầu. Ai cũng mong tìm được cho mình một người như thế trong cuộc đời. Lắm người cả một đời thất vọng, u hoài vì không tìm được đâu là một người hiểu ta. Điều đó liệu có nên chăng? 12. Phạm người tự khinh bỉ mình sau mới bị kẻ khác khinh bỉ, nhà tự hủy hoại mình sau mới bị kẻ khác hủy hoại, quốc gia tự đả thương mình sau mới bị kẻ khác chinh phạt. Nguyên văn phù nhân tất tự vũ, nhiên hậu nhân vũ chi, gia ác tự hủy, nhi hậu nhân hủy chi, quốc ác tự phạt, nhi hậu nhân phạt chi con người tự mình chuốc lấy điều sĩ nhục vào thân thì người khác mới làm nhục họ được trong nhà ác phải có nhân tố tự hủy hoại thì người khác mới có thể hủy hoại nó quốc gia ác phải có nguyên nhân gây họa loạn thì nước khác mới có thể tấn công ấy chính là nói về việc tự mình chuốc lấy tai họa cổ nhân nói trời ra tai vạ còn có thể tránh tự mình gây họa không thể sống nổi đó là cái lý nhân quả làm chuyện thất đức trái đạo lý luân thường thì phải chịu nhận quả báo tai ương, mà thứ tai ương ấy thường là bất ngờ ập đến trong giây phút tưởng chừng yên bình nhất trong lúc người ta ít đề phòng nhất, thế nên nó càng khó tránh. 13. Giàu sang không phóng đảng, nghèo hèn không đổi lòng, vũ lực không quốc phục, thế mới gọi là đại trưởng phu. Nguyên văn Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng chi, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trường phu. Người quân tử chính là mang trong mình những phẩm chất hơn người như thế. Tiền bạc và địa vị không thể khiến cho bản thân bị mê mờ, tha hóa. Dẫu nghèo, dẫu khổ, dẫu bần hàng, thân phận thấp kém cũng không hề đổi thay chí hướng của bản thân. Quyền thế vũ lực không thể khiến họ khuất phục, thay đổi khí chất và đây mới gọi là bậc đại trường phu chân chính. 14. Kẻ tự hại mình không thể cùng nói chuyện. Kẻ tự phước bỏ mình không thể cùng làm việc. Nguyên văn, tự bào giả, bất khả giữ hữu ngôn giả, tự khí giả, bất khả giữ hữu vi giả. Người tự gây tổn thương cho mình ấy là không biết trân quý bản thân, phàm những kẻ không biết trân quý bản thân thì cũng không trân quý người khác. Cùng họ bàn chuyện thật là vô ích, người tự vứt bỏ bản thân, không có trách nhiệm với cuộc đời của mình thì càng không nên hợp tác. Hành sự ngay đến bản thân còn vứt bỏ đi trong chờ họ quý trọng điều gì đây. 15. Chớ cậy lớn, chớ cậy sang, chớ cậy anh em gần gũi, bạn bè kết giao vì đức hạnh, không phải vì nhờ cậy điều gì vậy. Nguyên văn, bất hiệp trưởng bất hiệp quý, bất hiệp huynh đệ nhi hữu, hữu giả giả, hữu kỳ đức giả, bất khả dĩ hữu hiệp giả bằng hữu đến với nhau bằng tấm chân tình, bằng việc vung trồng đức hạnh chứ không phải bởi những thứ vật chất tầm thường. Nếu kết bạn vì lòng ngưỡng mộ địa vị, tiền tài, thì tình bạn đó chẳng hề bền lâu vậy. 16. bậc đại nhân, lời nói không nhất thiết phải dự trị tính. Hành động không nhất thiết phải có kết quả, chỉ coi trọng điều nghĩa mà thôi. Nguyên văn, đại nhân giả, ngôn bất tất tính, hành bất tất quả, duy nghĩa sở tài. Điều này thật nghe có vẻ vô lý nhưng cổ nhân cho rằng người nói một là một, hai là hai, chứ hẳn đã là quân tử. Khổng tử từng nhắc đến ba hạng người, cho hạng người xếp cuối cùng là ngôn tất tính, hành tất quả, khanh khanh nhiên tiểu nhân tai. Lời nói có chữ tính, làm việc có kết quả thì cũng có thể là kẻ tiểu nhân thôi. Lý do là bởi thời thế biến hóa khôn lường, một điều hôm nay là đúng, là hợp lẽ thì ngày mai rất có thể không còn chuẩn xác nữa. Một quân tử đương nhiên dự chữ tính, nhưng không quá câu này cố chấp đến mức ngu muội bảo thủ. Quân tử coi việc nghĩa quan trọng hơn lời nói tính. Nghĩa chính là hợp với thời thế, là nghĩ cho người khác bỏ qua điều tính nhỏ để giữ được điều nghĩa lớn mới thực sự là đại Trượng phu. 17. Người nhân thì yêu người, người có lễ thì kính trọng kẻ khác yêu người thì người hàng yêu lại kính người thì người hàng kính lại nguyên văn nhân giả ái nhân hữu lễ giả kính nhân ái nhân giả nhân hàng ái chi kính nhân giả nhân hàng kính chi trao gửi yêu thương thì nhận về thương yêu đối đại với người khác bằng sự chân thành tôn kính thì cũng sẽ nhận được bằng ấy sự tôn kính chân thành kẻ biết nghĩ cho người khác trước thì chẳng bao giờ lo thiệt cuối cùng cũng vẫn được đền đáp xứng đáng. 18. Bần cùng giữ được mình thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ. Nguyên văn, cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kim tệ thiên hạ, trong cảnh nghèo hèn bần cùng, bất đắc chí, điều quan trọng nhất chính là giữ được mình trong sạch tu dưỡng đạo đức. như vậy sau này khi đã thành đạt vinh hiển thì có thể tạo phúc cho thiên hạ. Như vậy, năng lực bình thiên hạ của người quân tử chính là bắt nguồn từ việc tu dưỡng thật tốt bản thân của mình. 19. Không dùng khuôn thước thì không thành được vuông tròn Nguyên văn bất dị quy cụ, bất năng thành phương viên, không dùng thước góc thì không thể vẽ ra được hình vuông hình tròn. Cũng như vậy, Người ta nếu không được giáo dục một cách quy củ lễ nghi thì chẳng nên người, chẳng làm nên điều gì trong đời. 20. Đạo ở gần lại cầu nơi xa, việc vốn dễ lại tìm cái khó, nếu ai ai cũng yêu thương người thân, tôn kính trưởng bối thì thiên hạ thái bình. Nguyên văn Đạo tại Nhĩ Nhi cầu Chư Viễn, sự tại Dịch Nhi cầu Chư Nang, nhân nhân thân kỳ thân, trưởng kỳ trưởng, nhi thiên hạ bình đạo ở gần mà lại đi tìm nơi xa, ấy chính là bỏ đường lớn mà tìm đường vòng. Việc vốn dễ mà lại làm cho phức tạp, chính là bỏ dễ mà cầu khó. Ở đời, đôi khi chỉ cần làm tốt những việc đơn giản đối để thành thực liên thiện với những người gần gũi xung quanh, thì chính là đã tạo được phúc cho thiên hạ vậy. Huyền Bí TV Kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, chân yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ...